Quỳnh Như và Minh Thiện mời bà con và quý khán giả xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019, bản tin sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nông nghiệp hữu ích gửi đến bà con. Giá cả nông sản nào đang tăng và giảm, những loại cây nào đang vào mùa và quy trình hướng đến sản xuất sạch của nông dân hiện nay sẽ được cập nhật trong ngày hôm nay. Mời bà con cùng điểm qua. Lâm Đồng đang vào mùa bơ, 034 trái vụ, giống bơ nhiều du khách mê. Giá hồ tiêu vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Trong khi giá lúa đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng dần, nông dân nhẹ thở. Phát triển rau thương phẩm an toàn ở Đạ Trờ San, Đam Rồng. Thu lãi cao từ trồng cà chua sạch, nông dân Đà Lạt trồng như thế nào để quản lý dịch bệnh trên cà đang gây đau đầu nông dân. Đến Tây Nguyên, ngoài choáng ngợp bởi vẻ đẹp núi đồi của rừng thông, cà phê, chè, du khách còn choáng ngợp trước vườn cây ăn trái đặc thù của địa phương. Và Lâm Đồng mùa này là đang thu hoạch bơ 034 trái vụ. Có phải là giống bơ trái dài mà ăn béo ngậy luôn đúng không Quỳnh Dư? Thưa bà con, bơ này thì giá cũng rất là mắc nha. Mà ngay trái vụ nữa thì tôi nghĩ là nhà vườn nào mà đang thu hoạch thì sẽ bán thu được không ít tiền đâu. Vậy thì chúng ta hãy đến nhà vườn của bà con xem sao. Mời khán giả và các bà con nông dân cùng tôi và anh Minh Thiện đi hái bơ 034 tại Lâm Đồng. Bơ 034 được các kỹ sư nông nghiệp đánh giá cao là giống bơ cho năng suất cao, trái sai và rất thích hợp với điều kiện khí hậu của nước ta. Đặc điểm của loại bơ này là trái dài, độ sáp béo cao và bảo quản được lâu. Hiện giá bán bơ 034 tại vườn dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng một ký, nhưng vẫn khan hàng do vụ nghịch và nông dân cũng chỉ mới bắt đầu hái tỉa. Hiện giống bơ này không chỉ được trồng nhiều ở Lâm Đồng mà còn được nhân rộng ra các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai. Thấy nhà vườn trồng cây trái bây giờ chắc là dễ sống hơn bà con trồng hồ tiêu đó hình như. Theo như Minh Thiện cập nhật hàng ngày thì tiêu bây giờ khó có thể hồi phục giá cao để mà nông dân có lời, nhưng hồi xưa nó được mệnh danh là vàng đen. Nhưng mà hồ tiêu là cây trồng chủ lực, ngành chức năng các địa phương sản xuất hồ tiêu hiện nay tại Tây Nguyên, Đông Nam Bộ quy hoạch và khuyến khích nhà vườn hướng đến trồng tiêu sạch và có bao tiêu. Vì như vậy sẽ kiểm soát được dịch bệnh, giá cả và cạnh tranh với các thị trường trên thế giới. Còn hiện nay thì giá hồ tiêu trong nước đang ùn ứ nên giá thấp. Thông tin thị trường hiện nay, giá hồ tiêu giảm mạnh chỉ ở mức 35.000 đến 45.000 đồng một ký. Với giá thu mua này, nhiều nhà nông thu hoạch không đủ ăn, thậm chí lỗ do phải chi phí nhiều các khoản, phân bón, thuê nhân công. Tình trạng giá tiêu giảm xuống dưới giá thành sản xuất đang khiến nhiều người trồng tiêu vô cùng chán nản, bỏ bê chăm sóc vườn. Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, hàng ngàn hecta tiêu đã bắt đầu chín, nhưng nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong khâu thu hoạch vì không thuê được người hái, giá công thuê cao. Với thực tế này, người trồng tiêu gần như mất hy vọng ngành tiêu quay trở lại thời hoàng kim như giai đoạn 2015-2016. Nông dân sản xuất cứ đào đáo về nỗi lo đầu ra, giá bán. Ngay đầu vụ, giá lúa đông xuân tại vựa lúa cả nước ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rớt giá tới 1.000 đồng một ký so với vụ đông xuân trước. Sau nhiều ngày trầm lắng ảm đạm để giúp tiêu thụ lúa của nông dân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ hết lúa cho nông dân và giá lúa đang tăng dần. Hiện tại các doanh nghiệp đang tích cực thu mua lúa trong dân nên dự báo trong thời gian tới giá lúa sẽ còn nhích lên nhưng không thể bằng với giá lúa của năm 2018. Trong hai ngày nay, giá lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tăng thêm từ 100 đến 200 đồng một ký so với thời điểm bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân. Cụ thể, giá lúa IR50404 mua tại ruộng từ 4.500 đồng đến 4.600 đồng một ký. Các giống lúa hạt dài giá từ 4.900 đồng đến 5.000 đồng một ký. Thị trường tiêu thụ lúa ở tỉnh Đồng Tháp hiện đang nhộn nhịp hẳn lên, giá lúa tăng từ 200 đến 500 đồng một ký. Hiện nay giá lúa IR50404 là 4.700 đồng một ký, trong khi đầu tháng 2 có giá là 4.200 đến 4.300 đồng một ký. Theo các doanh nghiệp, giá lúa đông xuân năm nay không thể cao như năm trước được vì năm 2018 là năm đặc biệt, tình hình xuất khẩu gạo rất thuận lợi nên giá lúa tăng rất cao. Anh Minh Thiện, anh có thấy những chậu sen ở đây đẹp không? Rất là đẹp đó Huỳnh Như. Và theo Minh Thiện biết thì sen kiển cũng đang là thú chơi tao nhã của nhiều người đó. Đúng là như vậy đó. Rõ ràng là hoa sen này tinh khôi, nhẹ nhàng và thanh thoát. Sen không chỉ góp vào cuộc sống vẻ đẹp từ hoa mà ngó sen còn là thực phẩm sạch nữa, giúp cho nhiều nông dân ở miền Tây kiếm thêm thu nhập. Nhiều bà con trồng diện tích rộng còn là mô hình thoát nghèo.
Thị xã Long Mỹ hiện có khoảng 3 hectare rưỡi trồng sen lấy ngó, tập trung chủ yếu ở xã Long Phú, Long Bình. Bà con cho biết, mô hình này không tốn nhiều công chăm sóc, ít chi phí, bước đầu giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập. Điển hình như ruộng sen hơn 1.500m2 của hộ ông Nguyễn Văn Lèo ở xã Long Phú, trung bình mỗi ngày cho thu hoạch từ 2 đến 3 kg ngó sen. Ngoài bán ngó, ông Lèo còn bán gương sen. Từ diện tích này, ông có thêm thu nhập khoảng 1 triệu rưỡi mỗi tháng. Tôi lại buồn vì phải thông tin không mấy vui cho bà con nông dân ở huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Bắt đầu vào vụ thu hoạch tỏi, loại cây trồng đã từng được coi là vàng trắng của đảo Tiền Tiêu này. Bà con đang phải đối mặt với một mùa vụ gian nan khi mà tỏi vừa mất mùa vừa rớt giá. Chúng ta hãy đến đảo Lý Sơn xem bà con đang tiêu thụ tỏi đặc sản của mình như thế nào và nguyên nhân nào tỏi Lý Sơn cứ bấp bênh thời giá như vậy. Tại cánh đồng của xã An Hải, huyện Lý Sơn, nhiều hộ dân đang thu hoạch tỏi. Tỏi là một trong những cây trồng chủ lực của nông dân Lý Sơn. Tuy nhiên, tâm trạng chung của những người nông dân này đều không vui khi tỏi năm nay mất mùa do nắng hạn khô trầy. Tỏi không chỉ mất mùa mà còn rớt giá thê thảm. Nếu như thời điểm này năm 2018, tỏi tươi được mua với giá 50.000 đồng một ký, thì hiện nay tỏi lại chỉ được thu mua với giá 15.000 đến 17.000 đồng một ký. Tỏi vừa mất mùa lại còn rớt giá, khiến đời sống nhiều hộ nông dân gặp khó khăn. Theo ngành chức năng huyện đảo Lý Sơn, sản lượng vụ tỏi đông xuân 2018-2019 ít hơn so với vụ tỏi đông xuân trước đó. Giá tỏi không được ổn định, có một số nguyên nhân. Thứ nhất, thị trường trong nước hiện nay, tỏi được sản xuất ở hầu hết các tỉnh. Lượng người tiêu dùng giảm. Thứ hai là tỏi từ nước ngoài đưa về Việt Nam nhiều. Thứ ba là một số tư thương, người dân vì lợi ích riêng dẫn chở tỏi từ nơi khác về Lý Sơn. Huyện đảo Lý Sơn có gần 4.000 hộ nông dân sản xuất nông nghiệp với khoảng 3.200 hectare đất sản xuất hành tỏi. Đảo Tiền Tiêu này cũng từng được mệnh danh là Dương Quốc Tỏi bởi chất lượng tỏi nơi đây được nhiều người trong cả nước biết đến. Từ ba nguyên nhân ngành chức năng đưa ra là do sản lượng tỏi trong nước nhiều, người dân giảm mua, tỏi Lý Sơn cạnh tranh với tỏi nước ngoài. Đáng lưu ý là sự trà trộn tỏi Trung Quốc hoặc là tỏi dùng khác đến ăn cắp thương hiệu tỏi Lý Sơn nên làm giảm uy tín. Xây dựng thương hiệu có đăng ký bảo hộ và tăng cường quảng bá đến tay người tiêu dùng về chất lượng tỏi Lý Sơn khác biệt với các nơi khác, tạo niềm tin cho người tiêu dùng là biện pháp cần thiết. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục mời bà con đến với tỉnh Lâm Đồng. Rất thú vị và nhớ mãi hương vị rau trộn Đà Lạt khi mà một lần được nếm thử nó. Đó chính là cảm giác của tôi. Không biết là quý khán giả cho Huỳnh Như thì như thế nào? Anh Minh Thiện đang nhắc đến đặc sản của Đà Lạt Lâm Đồng thì tôi còn nói gì được nữa. Bởi vì rau trộn là một món rất là ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng để có được món ăn ngon như vậy thì nguồn nguyên liệu sạch từ vườn sẽ càng quan trọng. Nhiều vùng của tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng khoa học kỹ thuật trồng rau sạch lan rộng đến mọi nơi, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Được sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, thời gian vừa qua, xã Đảo Rô San, huyện Đam Rông đã xây dựng một số mô hình nhà lưới sản xuất rau thương phẩm an toàn. Đây là đề tài khoa học cấp tỉnh hỗ trợ cho 3 hộ nông dân, mỗi hộ 500m2 nhà lưới và giống rau sản xuất liên tục trong 3 vụ. Sau thời gian triển khai, mô hình rau an toàn này đã phát huy được hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế khá cao cho người nông dân địa phương. Đảo Rô San là địa phương nghèo của huyện Đam Rông với dân số trên 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, địa phương này cũng đã khuyến khích bà con thay đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với diện tích đất và khả năng canh tác. Việc trồng rau theo hướng an toàn cũng là một trong những hướng đi mà chính quyền cũng như nông dân xã Đảo Rô San có kế hoạch đẩy mạnh trong thời gian tới. Còn huyện Lâm Hà thì dâng lên trở thành huyện đứng đầu tỉnh Lâm Đồng về diện tích và sản lượng trồng dâu nuôi tầm. Do đó, việc huyện đẩy mạnh chế biến sản phẩm kén tầm để nâng cao giá trị thu nhập cho người dân là điều cần thiết. Nhưng nếu như năm 2010, diện tích trồng dâu nuôi tầm của huyện là gần 1.500 hectare, năng suất là 115 tạ một hectare, thì đến năm 2019, diện tích tăng lên gần 3.000 hectare và năng suất là 220 tạ một hectare. Hiện Lâm Hà có 57 cơ sở thu mua kén tầm, 9 cơ sở chế biến kén tầm, tơ dệt lụa. Hiện Lâm Hà đang tiếp tục chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề tơ dệt lụa truyền thống, từ đó tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển ngành xe tơ dệt lụa, liên kết sản xuất, tiến tới xây dựng thương hiệu dâu tầm tơ Lâm Hà. Cà chua là cây trồng chủ lực cũng đã tạo nên thương hiệu Đà Lạt. Cà chua Đà Lạt trồng và tiêu thụ khắp các tỉnh thành cả nước. Gần đây thì dịch bệnh xoăn lá khiến cho diện tích và sản lượng cà chua Lâm Đồng không được như hồi trước.
Nhưng mà ngược lại thì tôi thấy có xuất hiện những loại cà chua sạch và an toàn. Bởi vì ở Lâm Đồng đang hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao đã áp dụng vào vườn cà chua, canh tác nhà kính, ứng dụng công nghệ và sử dụng phân thuốc hợp lý cũng là giải pháp để kiểm soát dịch hại rất tốt. Phóng viên 365 ngày chuyển động dẫn chúng ta đến một nhà vườn trồng cà chua sạch ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt tham quan. Mời bà con cùng xem phóng sự do Minh Trang và Ngọc Dũng thực hiện. Nhà nông Nguyễn Hữu ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ đối với trang trại của gia đình đã hơn 2 năm. Nhận thấy nhu cầu của thị trường về những nông sản chất lượng, nhà nông này đã chuyển đổi từ canh tác cà rốt ngoài trời sang đầu tư hệ thống nhà kính hiện đại để trồng cà chua và dưa leo baby. Trên diện tích năm sào, vườn cà chua giống PIP cho quả đều và đẹp. Do trồng gói đầu từng lứa nên vườn cà chua cho thu hoạch quanh năm. Một lứa cà chua PIP theo quy trình là 6 tháng, nhưng sau thời gian 3 tháng xuống giống và chăm sóc thì đã có thể cho thu hoạch. Tất nhiên là nó phải lợi hơn, lợi nhuận cao hơn mà an toàn sức khỏe cho mọi người nữa, mà làm rất cũng đơn giản hơn chứ không có làm phun thuốc tràn lan đại hải kia nó hủy hết cái môi trường sống. Mình đã độc mà cây cũng độc, nó cây không thể lên được. Chuyển sang hữu cơ rất an toàn, cây nó cũng khỏe, mình cũng khỏe. Canh tác hữu cơ là phương pháp canh tác trên nền tảng canh tác tự nhiên ngày xưa, nhưng có sự kiểm soát tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh học. Nó là phương pháp canh tác sạch, thân thiện với môi trường. Trong phương pháp canh tác hữu cơ, điều cơ bản là đất, nước phải sạch, không bị nhiễm độc tố do tồn dư phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, không bị nhiễm chất thải công nghiệp độc hại. Và dinh dưỡng, phòng bệnh cho cây trồng phải sử dụng các chế phẩm sinh học 100% từ thiên nhiên. Do đó sẽ không còn tồn dư hóa chất độc hại trong sản phẩm. Nói chung là làm theo lối truyền thống ngày xưa thì có những bệnh đâu mình dập đó, bệnh đâu mình dập đó. Còn bây giờ mình chú ý mình phòng trước, mình làm cho cây nó khỏe để nó kháng được bệnh. Khi cần thiết khi mình nặng lắm thì mình mới can thiệp. Ví dụ hôm nay là thời tiết nó chuyển mùa thì nó sẽ cây bị stress. Thì mình dùng những loại thuốc đó, dùng những loại dinh dưỡng đó, mình không nói chứ họ nói không thì không biết được nhìn cây. Với là nhìn cái cơ quan trọng nhất là nhìn cái đọt này. Nhiều có cây mà họ nói không thì mình đâu biết được. Bệnh nó cũng rất là vô số nhiều bệnh, nhưng mà chủ yếu là phòng bệnh trước, mình làm cho cây nó khỏe thì được. Cho nó khỏe để nó kháng được bệnh. Thì qua quá trình sản xuất hữu cơ thì cái hàng của ảnh đưa ra là hàng rất là chuẩn, sạch, đảm bảo cái tiêu chuẩn. Chính vì vậy mà các cái nhà thu mua người ta đã ký hợp đồng hàng năm với ảnh theo cái giá ổn định lâu dài luôn. Thì đây là một cái mô hình kinh tế hết sức là ổn định và hiệu quả. Và cũng là một mô hình để cho nông dân các cái xã viên khác đến tham quan cũng như học tập mà nhân rộng cái mô hình này ra. Hiện tất cả sản phẩm thu hoạch đều có đầu ra ổn định. Ông ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài với công ty Padma Farm. Mỗi ký cà chua bíp đều ổn định ở giá 20.000 đồng. Một cây cà chua có thể đạt 4 đến 5 ký quả. Và trên diện tích năm sào, mỗi lứa cà chua cho thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng. Canh tác hữu cơ đã giúp gia đình ông Nguyễn Hữu nói riêng và nhiều bà con nông dân khác ở Lâm Đồng thay đổi cuộc sống. Canh tác sạch, thân thiện với môi trường là phương pháp bắt nguồn từ sạch đất, nước, không bị nhiễm độc tố do tồn dư, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, không bị nhiễm chất thải công nghiệp độc hại. Đảm bảo được các yếu tố này thì sản phẩm nông nghiệp sạch hoàn toàn. Nhà vườn ở Lâm Đồng từng bước làm ra những sản phẩm không chỉ ngon mà còn ngon hơn nữa để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cảm ơn bà con đã đón xem 365 ngày chuyển động. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin hôm nay tại đây.